Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Đến nay, Đà Nẵng đã có 21 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, tiếp tục cho bệnh nhân khỏi COVID-19 xuất viện. Cách ly người từ vùng dịch là 55 người, cách ly tại nhà là 389 trường hợp. Tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp có nguy cơ. Đến nay đã xét nghiệm hơn 460.000 người. Các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện phòng chống dịch, khai báo y tế QR code. Có 65 doanh nghiệp khai báo trên bản đồ an toàn COVID. Các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ thành phố đã kiểm tra hơn 10.790 phương tiện. Có hơn 19.780 người. Đảm bảo người ra vào thành phố đều khai báo y tế. 24 chốt đường mòn, lối mở đã được siết chặt. Nhìn chung, công tác phòng chống dịch trên địa bàn có hiệu quả, đảm bảo an toàn trong 21 ngày qua. Nhiều ý kiến đề xuất về các biện pháp phòng chống dịch khi thành phố nới lỏng một số hoạt động thiết yếu như là kiểm tra việc thực hiện 5K, xét nghiệm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đề xuất văn bản dự thảo nới lỏng một số hoạt động trở lại, nhưng vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch. Nội dung văn bản phải chặt chẽ để hướng dẫn cụ thể cho người dân về xét nghiệm cho các hộ kinh doanh buôn bán, đề nghị có hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi hơn và văn bản nên ban hành sớm, rà soát kỹ để các địa phương thực hiện tốt chủ trương này. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, hôm nay thành phố tròn 21 ngày không có ca mắc ngoài cộng đồng. Đây là dấu mốc rất đáng nhớ của toàn thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Sau cuộc họp này thì đề nghị văn phòng ban thành phố để tổng hợp ý kiến lại, hoàn thiện lại văn bản, báo cáo các đồng chí lãnh đạo thành phố. Và đề nghị đồng chí chủ tịch là ký sớm trong tối hôm nay. Và nếu được thì chúng ta sẽ công bố sớm những các phương tiện thông tin đại chúng để người ta biết và sớm thực hiện. Bởi vì bà con hiện nay cũng rất là mong chờ cái nội dung văn bản này, thì người ta trở lại những hoạt động dân sinh thiết yếu.